7. Tàu hỏa kéo toa tàu. Sơ tờ u ư. Tàu hỏa đây là ban tàu hỏa Ashima do hãng Takara sản xuất dựa theo bộ phim hoạt hình Thomas and Friends rất nổi tiếng các em ạ. Wow, tàu hỏa Ashima nhìn đẹp thế nhỉ. Ban tàu Ashima sẽ chở hai toa u và ư thì sẽ có đầy được hai toa sơ và tờ ở phía trước không các em nhé. Chúng mình cổ vũ cho Ashima nào. Lên Ashima. Hai toa nào xuất phát thôi. Ôi không được rồi các em ạ. Giờ chị bỏ ra xem sao nhé. Cố lên Ashima ơi, cố lên. Bạn ấy lại phải dừng lại rồi các em ơi. Ashima vất vả rồi. Chúng mình hãy cảm ơn Ashima vì chúng mình đã thuộc hai chữ U và Ư nhờ Ashima đấy. Cảm ơn Ashima nhé. Và cả hai bạn sờ tờ nữa các em nhé. Học mà chơi vui quá các em nhỉ. Giờ các em đọc to theo chị để ôn lại nào. U, Ư, sờ, tờ.